Kính chào quý vị, mình tên là Thoại Nguyễn. Mình muốn nói với vị một tí về bản thân mình. Thoại đi ra đường á, Thoại ghét nhất á là khi người ta nhìn mình với cặp mắt kinh sợ. Ai cũng nghĩ là Thoại đã từng chém trong băng đảng, đã từng chém người, đã từng vô tù. Mình không có thích những người nào mà đánh giá mình về ngoài hình dạng của người ta. Đó. Tuy rằng Thoại đã cũng đã từng trong băng đảng, đã từng chém người, đã từng vô tù, nhưng bây giờ Thoại là người thay đổi rồi, không có còn muốn gây chuyện, không có còn muốn chém người, không có còn muốn làm những chuyện bậy bạ nữa. Tại vì bây giờ mình muốn đánh thằng nào đó sống nổi rồi. Hồi đó mình đã muốn nhắc rồi, mình cầm mã tấu á, mình chém mấy thằng mày ba nhát nó còn chạy được mà. Còn bây giờ mình giọng một cái là nó chết liền. Bất tịch nhà bự nó đi. Mình thật sự không muốn đánh ai nữa, tại vì đánh người ta chết ở tù hơi lâu á nha. Người nào cũng biết cái cảnh ở tù ra sao đó. Vô cầu tiêu đóng cửa lại 23 tiếng một ngày biết liền. Đã từng vô tù 4 năm. Lúc trước khi Thoại vô tù á, Thoại 61 kg. Lúc mà Thoại ra tù á, Thoại 100 kg. Tại vì ở trong tù á, không lên căng á, là sẽ bị lắp đứt. Bạn không muốn lắp đứt đâu. Con cùng mới đen bự lắm. Mày tắm mình thấy hoài à, ghê lắm. Có thằng nào á, mà sắp vô tù á, hay là làm những chuyện bậy bạ đó, mà trong tương lai sẽ vô tù á, hãy nhớ những cái điều này để khỏi bị hiếp. Tại vì mà nếu á mà tụi nó đông quá mà đánh không lại á thì mà đi cầu tiêu á, đừng chịu. Mày mà thối quá đứng gần mày nó còn không dám nữa, mà nó chi nên giờ hiếp mày. Điều thứ hai á, lúc mà đi tắm á, rớt xe rớt đồ á, đừng có lụm. Mày mà chú đích mày xuống mày lụm á là mấy thằng kia nhào vô nó lúc đó mày. 3-4 ngày sau mà ỉa đó, mà thấy vẫn còn thấy cu đít mày. Thì nếu mà ở ngoài đường á mày chơi mày không phải là băng đảng á, thì lúc vô tù á mày phải là vô băng đảng. Tại vì nếu mày Á Châu á, mày phải vô băng đảng Á Châu đó, thì mấy thằng khác nó không có chơi mày, chỉ có Á Châu chơi mày thôi. Và mày á, mày khóc lắm đâu á, hay là bị tụi nó đánh không đánh lại á, cũng giống như là mày treo cái bảng trên lưng mày á, vào cửa tự do. Bây giờ ở trong tù á nó khác ở ngoài nhiều lắm. Ở ngoài á mày vô vũ trường mà thấy to là Việt Nam đánh Việt Nam nhau rồi. Còn ở trong Á tù á, Á Châu á, nó gồm lại một nhóm băng đảng, đầu đen phải giúp đầu đen. Bởi vậy mình thấy ngộ lắm. Đủ má xong đây ai cũng đoàn kết đấy. Tại vì mấy thằng nào mà thấy Á Châu bị đánh á mà không như giúp á, là thì mấy ngày sau nguyên đám Á Châu nó nhào lại nó quýnh mày. Bởi vậy mày mà không phụ đánh á thì mình ít ra mày cũng phải đứng dậy hò hét la lên giả bộ. Ê đủ má, ê đủ má, ê đủ má, đủ má, ê đủ má, ít ra cũng phải cầm đồ mà chọi đó. Vậy á, khi mà vô tù á, mà mới thấy những cái gì mà quý ở bên ngoài. Chẳng hạn như là cái phòng của mày đi, cái phòng ở nhà mày á rộng rãi, mày bước tới bước lui. Còn cái phòng trong tù á, mày đứng được 3 bước rồi. 1, 2, 3 đụng cái tường, quay lại. 1, 2, 3 đụng cái tường, quay lại. Cái phòng ở nhà mày á thì có tivi, còn phòng trong công tù á có cái cầu tiêu. Hỏi mày nha, mày có bao giờ mày ngồi đó mày coi người ta ỉa chưa? Ở ngoài đường á mày thấy gì thúi thúi á mày chạy đi chỗ khác rồi. Ở trong công tù á mày ngồi tại chỗ một tổ mày thưởng thức. Nếu mày mà xui á
mày mày trong tàu phòng với thằng nào mà có bộ tiêu hóa rất tốt, kiểu mỗi ngày đó đủ má lộn mày. Người ta 2-3 ngày người ta mới ỉa một lần, đủ má. Mày ăn xong ỉa, ăn xong ỉa, ăn xong ỉa. Ủa mày sợ mày để tức người mày lại xé thằng khác tao cắt sao? Mày ở ngoài kia á, lâu lâu á mà nghe ông chú mày coi phim heo kế phòng, mày nghe mấy con ghệ nó rên đá phê sao con mấy tu á, mày hai thằng nó bước nhau. Nếu mà mày á mà xui á mở tù nằm có bên nhiều BD á, tụi nó quốc nhau mổ im thay phiên nhà mũ. Ở ngoài á mà mày nghe ông già mày ngái á lớn mày ngủ không được thì vô tù á 200 thằng nó kéo đường coi cho mày. Bởi vậy á tao muốn khuyên cái thằng nào mà ốm ốm á lùm cỡ như đây nè, ráng kiếm chuyện nào đàng hoàng mà làm đi con. Đừng cái tướng cỡ mày á vô trong tù á sẽ bị lóc đứt. Ở ngoài á mày là giang hoài giang chơ, mày tên là Tommy. Ở tù á nó đổi tên mày thành thành thiên nè. Lúc ở ngoài á thì mày có một súng, mày gặp thằng nào bự con á mà nó đụ má muốn gì cắt đụ muốn gì ra đây bắn chết mẹ mày đụ má muốn gì hả bẹp bẹp bẹp. Mày là giang hồ lắm, nhưng mà vô tù rồi á nó phát mày cái bàn chải đụ má, mày cầm bàn chải mày chết rồi. Ê đụ má muốn gì, đụ má muốn gì, đụ má bẹp. Ok đụ má muốn làm gặp đi, đừng làm lâu quá nha, bởi vậy phải suy nghĩ trước khi mà làm. Cảm ơn.